idol banh heo sang quỷ cực bá đạo, gốc nhà sáng tạo idol đánh giày. Anh tên thật là Nguyễn Trường Trinh, đến từ Hà Nam, tham gia Liên Quân ngay từ những ngày đầu tiên, và banh heo chính là vị tướng anh chọn để sáng tạo nội dung trong rất nhiều chuỗi series video của mình. Là một người trẻ năng động, nhạy bén, giao tiếp tốt, đam mê với chuyên ngành marketing, nên khi nhắc đến anh, điều đầu tiên khiến người ta nghĩ đến chính là khả năng phân tích trận đấu cùng với phong cách tấu hài cực mạnh. Tính đến 2023, kênh TikTok của anh đã vượt mốc 680.000 người theo dõi, một con số thực sự ấn tượng. Và cũng chính 2023, anh cũng đã quyết định khép lại chuỗi ngày chinh chiến tại xứ sở bình nguyên vô tận. Clip ngày hôm nay như lời cảm ơn mình gửi đến anh, cầu mong cho cánh cửa thành công luôn rộng mở đón chờ anh. Top 3 AD Carry Van Hell, một trong những TikToker trẻ khá nổi bật trong năm 2022. Anh tên thật là Nguyễn Xuân Trường, cựu game thủ của tựa game Liên Quân Mobile, tham gia Liên Quân vào những ngày đầu tiên với tổng số trận đấu là 2.836 trận, đã mang về cho anh 10.452 điểm chiến lực, 3 lần góp mặt ở danh hiệu top bảng xếp hạng server. Như cái tên AD Carry Van Hell, anh thật sự là một nỗi ám ảnh với nhiều xạ thủ, với mỗi pha bảo đạn được tung ra thì đối thủ chỉ còn cách phải bỏ mạng. Top 2 Trùm Van Hell, TikToker bá chủ map solo 1-1 về vị tướng Van Hell. Khác với nhiều idol TikToker khác, anh không dùng vị trí trên các bảng xếp hạng để khẳng định mình, mà thay vào đó là những màn solo, những pha thể hiện kỹ năng đỉnh cao của mình. Thành lập kênh TikTok vào đầu năm 2019, tính đến thời điểm hiện tại, kênh của anh cũng đã vượt mốc 100.000 người theo dõi. 4 năm ròng rã trôi qua là ngần ấy thời gian anh dành hết tình yêu thương của mình cho vị tướng Van Hell. Với anh, được hạ gục từng đối thủ trên chiến trận chính là mục tiêu mà anh luôn cố gắng phấn đấu từng ngày. Top 1 Van Hell, một trong những idol của bảng xếp hạng cùng với việc top 1 đã và đang thống trị bảng xếp hạng Van Hell tại Việt Nam trong nhiều năm vừa qua. Anh tên thật là Nguyễn Hồng Vương, đến từ Quy Nhơn. Nhắc đến các người chơi Van Hell khét tiếng bậc nhất thì anh chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Tham gia Liên Quân ngay từ những ngày đầu tiên, anh còn được biết đến là một trong những người có tổng số trận đấu Van Hell nhiều nhất tại Việt Nam với tận 15.773 trận, với số điểm chiến lược cao nhất là 13.353 điểm, đã giúp anh 173 lần góp mặt ở top bảng xếp hạng Việt Nam, 40 lần mang về cho mình danh hiệu top bảng xếp hạng server. Nếu trong game anh là một người chơi Van Hell khét tiếng thì ngoài đời thực anh cũng rất thành công với lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Nguyễn Hồng Vương, chàng trai 9X, một trong những gương mặt ưu tú phá vỡ mọi định kiến về vị tướng Van Hell.